Chào các bạn, mình là Chuối. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay hãy cùng lắng xem trong chiếc túi của một freelancer khi đi cà phê làm việc có gì nhé. Đầu tiên phải kể đến chiếc túi màu mè này được mình mua ở Muji và mình đã trang trí thêm những cái họa tiết mà mình yêu thích lên trên đây. Ok, giờ thì hãy cùng xem là trong túi của mình bao gồm những gì nha. Một trong những thứ không thể thiếu trong mùa dịch này chắc chắn là một chai nước rửa tay. Tiếp đến là ví tiền thì bao gồm có một ít tiền, thẻ, chứng minh nhân dân và bằng lái xe của mình. Ngoài ra thì mình cũng có bỏ thêm hình của Jisoo, trông thật là xinh xắn. Một chiếc kính cận được mình sử dụng hàng ngày. Mình chỉ mới cắt cái kính này khoảng tầm hơn một tháng và mình rất là thích những cái họa tiết này. Tiếp đến là một chiếc túi mini mình đựng những món đồ nhỏ nhỏ cho nó gọn gàng. Trong chiếc túi này thì gồm có một cây son dưỡng được mình sử dụng hàng ngày. Một cây son màu mà mình rất là yêu thích của BCE. Thêm một cây chì kẻ mày mà mình không thể nào sống thiếu. Vài cây tăm bông và một ít cọng dây chun để buộc tóc. Dây và mình không thể nào làm việc được nếu như thiếu AirPods. Mình xài em nó được 4 năm rồi nên trông em nó có hơi bẩn một chút. Nhưng mà mình đang sử dụng khá là ok và mình cảm thấy em nó rất là tiện lợi. Một hộp thuốc đau bụng, bởi vì bụng mình khá là yếu. Khi mà mình ăn uống thì mình rất là dễ bị đau bụng. Vì vậy mà mình phải luôn mang cái hộp thuốc này bên mình. Thêm một chiếc gương mini siêu cute của mình. Thêm một cuốn sổ nhỏ để ghi lại các công việc của ngày hoặc là những ghi chú bất ngờ của mình. Một cuốn sổ cần thiết để ghi lại các ý tưởng trong công việc. Một cuốn sách mình đang đọc dở và một cái bút highlight để ghi chú lại các phần mà mình thấy hay.
Mình không thể nào đi cà phê làm việc nếu thiếu chiếc iPad này. Em nó là iPad Pro 2020. Mình sử dụng iPad nhiều hơn là sử dụng máy tính, và khi mang đi ra ngoài thì cũng rất là tiện lợi. Ngoài ra thì mình cũng có mua thêm Apple Pencil. Những chiếc thông trên YouTube thì được mình vẽ bằng Apple Pencil. Yay, và đó là toàn bộ những món đồ mà mình mang theo khi đi cà phê để làm việc. Còn bạn thì sao? Trong chiếc túi của bạn bao gồm những gì? Hãy comment xuống phía dưới cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.